Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau vài phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có hai bản tin Hoa Kỳ và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Donald Trump cho biết là ông ta sẽ đến Venezuela nếu thua cuộc bầu cử năm nay. Kính thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với nhà tài trợ tỷ phú Elon Musk, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết là họ có thể gặp nhau lần tới tại Venezuela nếu ông ta thua cuộc bầu cử vào tháng 11. Trump nói với Elon Musk rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cuộc bầu cử này, một điều kinh hoàng sẽ xảy ra và chúng ta có thể sẽ gặp nhau lần tới ở Venezuela, bởi vì đó sẽ là nơi an toàn hơn nhiều để gặp nhau so với đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ đi, anh và tôi sẽ đi, và chúng ta sẽ họp, sẽ gặp mặt nhau và ăn tối cùng nhau ở Venezuela. Donald Trump cáo buộc Venezuela đã thả những tên tội phạm bạo lực khỏi nhà tù và gửi chúng đến Hoa Kỳ để giảm tỷ lệ tội phạm trong nước, khi mà hắn ta nói rằng tỷ lệ tội phạm của Venezuela đang giảm xuống và tỷ lệ tội phạm của chúng ta đang tăng lên. Và điều đó thật đơn giản, và bạn vẫn chưa thấy gì cả vì những người này đã đến đất nước chúng ta và họ chỉ đang thích nghi và họ không biết gì về việc chính trị đúng đắn hay là có thể thiếu sự thực thi pháp luật của cảnh sát chúng ta hay không. Donald Trump đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về việc Venezuela thả tù nhân để đưa sang Hoa Kỳ. Trump nói với Elon Musk rằng, tôi nói cho anh biết điều này. Venezuela chưa loại bỏ được tất cả bọn họ. Họ chỉ loại bỏ được khoảng 70% những người thực sự xấu xa của họ để đưa sang đất nước chúng ta. Kính thưa quý vị, Roberto Briceño León, người sáng lập và là giám đốc của OVV, là chữ viết tắt của đài quan sát bạo lực Venezuela trong tiếng Tây Ban Nha, nói với tờ factcheck.org rằng không có bằng chứng nào cho thấy Venezuela đang gửi tội phạm đến Hoa Kỳ. Đó là những lời xuyên tạc, thuyết âm mưu vô căn cứ. Briceño León cho biết thêm là chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Venezuela đang dọn sạch các nhà tù hoặc bệnh viện tâm thần để đưa họ ra khỏi đất nước, dù là đến Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Thay vào đó, ông cho biết sự sụt giảm trong số liệu tội phạm của đất nước là kết quả của làn sóng di cư ồ ạt của gần 8 triệu người kể từ năm 2014, do điều kiện kinh tế và cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một người lãnh đạo một chính phủ độc tài và bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội khủng bố, ma túy và tham nhũng. Vào tháng 7, Maduro bất ngờ được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử của đất nước, trong một cuộc bỏ phiếu được cho là gian lận. Và lời kết cho bản tin này, kính thưa quý vị, có thể có một vài người trong quý vị không tin Trump, nhưng mà riêng tôi thì tôi tin rằng nếu thất cử tháng 11 này, Trump chắc có lẽ sẽ kiếm đường di cư sang Nga hay là Venezuela. Nó là chuyện không đặc biệt lạ lắm đâu. Nhưng mà điều tôi tin nhiều hơn là chắc chắn khi đó sẽ có nhiều ông bà mít vàng, thượng vàng hạ cám, từ trí thức như là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, cho đến chị làm neo, ca sĩ, nhạc sĩ, thợ sửa xe. Những người họ sẽ mau chóng khăn gối xách vali đi theo giáo chủ sang Venezuela, đi hầu hạ ngài cho trọn tình chủ tớ. Một bản tin Hoa Kỳ thứ hai, kính thưa quý vị. Theo cuộc thăm dò, Kamala Harris hiện bỏ xa Donald Trump ở ba tiểu bang xung đột. Trong gần một năm, Donald Trump luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò ở các tiểu bang xung đột Pennsylvania,
Wisconsin và Michigan. Nhưng theo một cuộc thăm dò mới nhất, Kamala Harris hiện đã vượt qua Trump. Mới chỉ một tháng trước, mọi thứ trông hoàn toàn khác, thưa quý vị. Sau vụ ám sát Donald Trump vào ngày 13 tháng 7, và với đối thủ là Joe Biden, cựu tổng thống của đảng Cộng Hòa trông ra có vẻ như là người chiến thắng chắc chắn trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Nhưng kể từ khi Joe Biden rút lui với tư cách ứng cử viên, Kamala Harris thế chỗ, thì Donald Trump đã mắc sai lầm lớn với người đồng tranh cử J.D. Vance. Còn đảng Dân Chủ thì lại được ghi điểm với Tim Walz. Những sự kiện này bây giờ dường như được phản ảnh khá rõ nét trong các dự báo bầu cử. Theo một cuộc khảo sát đại diện mới của New York Times, Kamala Harris đã bắt kịp Trump và thậm chí còn vượt qua ông ta rõ ràng ở ba tiểu bang xung đột, quan trọng là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Trong gần một năm, Trump và Joe Biden ngang ngửa nhau ở trong các cuộc thăm dò ở ba tiểu bang vừa nói. Nhưng sau cuộc tranh luận thảm hại trên truyền hình của Tổng thống Biden, các cuộc thăm dò đã nghiêng về lợi thế cho Trump. Và bây giờ thì gió lại đổi chiều trong một thời gian rất ngắn. Trong tổng số gần 2.000 cử tri đã đăng ký được phỏng vấn ở ba tiểu bang này, những người được lựa chọn rất đồng đều về đảng phái, sắc tộc và khu vực, thì có 50% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay bây giờ. Và Donald Trump có số điểm là 46. Và một số kết quả thú vị khác từ cuộc khảo sát ở ba trạng thái dao động, đó là Kamala Harris được cử tri xem là thông minh hơn. Kamala Harris cũng thể hiện tốt hơn rõ ràng về tính trung thực và khả năng điều hành việc nước mà người dân nhìn thấy ở ứng cử viên này. Ở cả hai hạng mục, tỷ lệ dẫn trước của bà ấy so với Trump là khoảng 10%. Nhưng sự khác biệt lớn nhất là về vấn đề quyền phá thai. Khi được hỏi họ tin tưởng ai hơn trong vấn đề này, thì Kamala Harris dẫn trước Trump với con số khổng lồ là 24%. Đảng Dân Chủ đã ghi được chiến thắng rõ ràng về số điểm tại thời điểm này. Khi nói đến các ứng cử viên tranh cử, đảng Cộng Hòa ít hài lòng với J.D. Vance hơn là đảng Dân Chủ với Tim Walz. Và trên hết, thống đốc tiểu bang Minnesota rõ ràng là ta làm tốt hơn J.D. Vance trong số các cử tri độc lập. Và như mọi khi, kết quả khảo sát là những bức ảnh chụp nhanh có thể thay đổi đáng kể do các sự kiện tiếp theo diễn ra từ nay cho đến tháng 11. Ngoài ra, cuộc khảo sát chỉ giới hạn ở 3 tiểu bang nên kết quả rất cụ thể. Tuy nhiên thưa quý vị, sự thay đổi quan điểm có thể quan sát được ở 3 trạng thái dao động chỉ trong vòng vài tuần là rất ấn tượng. Và các cử tri đã đăng ký thực sự đã đánh giá bà Kamala Harris có năng lực nhiều hơn tên tội phạm bị kết án 78 tuổi rất nhiều lần. Và sau đây là bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề cuộc trò chuyện ngu xuẩn của hai kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Kính thưa quý vị, hai gã đàn ông xấu tính và nguy hiểm nhất trên trái đất vừa tụ họp lại để trò chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà người nghe sẽ cảm thấy sốc đến tận tai họ khi mà họ nghe được hai tên đàn ông nhà giàu xấu tính này đang bàn cách để hủy diệt trái đất mà chúng ta đang sống và họ đang sống. Khi hai gã đàn ông này, một người là người giàu nhất trong lịch sử tiền tệ và một người là một tên tội phạm bị kết án 78 tuổi, khi cả hai tên xấu tính này kết hợp lại với nhau để cùng lan truyền thông tin sai trái, thuyết âm mưu, tin giả, thì sự tác hại khủng khiếp của cuộc thảo luận mà tôi gọi là ngu ngốc nhất lịch sử Hoa Kỳ của hai người nổi tiếng nhất thế giới theo đúng nghĩa đen. Elon Musk đã mời Trump đến văn phòng của mình vào tối ngày thứ hai để trò chuyện. Như Elon Musk đã giải thích rằng đó sẽ không phải là một cuộc phỏng vấn đối đầu, bởi vì thay vào đó thì Elon Musk muốn giúp những cử tri độc lập hiểu thêm về con người thật của Trump. Elon Musk đã nói rằng
Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là một cuộc trò chuyện đơn giản và thực sự chỉ nhằm mục đích cảm nhận Donald Trump là người như thế nào trong một cuộc trò chuyện, chỉ có vậy thôi. Nhưng trên thực tế, thưa quý vị, cuộc trò chuyện cuối cùng đã mang lại cho nhiều người Mỹ ít nhất là một cảm nhận về Elon Musk, người chắc chắn sẽ tiếp tục là một nhân vật chủ chốt sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Cuộc trò chuyện bắt đầu muộn 40 phút, bởi vì dường như hệ thống kết nối bị trục trặc hay là bị tấn công. DDoS. Elon Musk đã không thể đưa âm thanh của mình lên mạng X trực tuyến, và cuối cùng thì đội ngũ kỹ thuật cũng khắc phục được việc kết nối. Và đó là lúc mà sự ngu ngốc điên rồ thực sự bắt đầu. Kính thưa quý khán thính giả, không có nhà khoa học khí hậu nghiêm túc nào trên hành tinh trái đất mà chúng ta đang sống từng suy ngẫm về bất cứ điều gì ít hơn sự hoảng loạn và kinh hoàng khi mà họ nhìn thấy những thảm họa đã, đang và sẽ xảy ra. Nhưng mà trong cuộc trò chuyện kỳ cục này giữa hai kẻ nguy hiểm nhất trái đất này, nó mang đến cho người nghe một cảm nhận sợ hãi khi mà nghe hai gã ngu ngốc này nói chuyện lấp biển vá trời, cứ như bàn chuyện những thế đánh cờ tướng. Hai gã ngốc này nói khá nhiều về chuyện biến đổi khí hậu trong cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên về vấn đề này, họ đã đi sâu vào những cấp độ hoàn toàn mới của sự ngu ngốc. Lúc đầu thì Trump đưa ra câu nhận định ngu không thể tả của mình, rằng việc mực nước biển dâng cao sẽ không thành vấn đề, bởi vì nó sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều bất động sản ven biển hơn. Quý vị nghe và cảm nhận thế nào? Ai là những người nghe trực tiếp khi đó chắc chắn phải ôm bụng mà cười nắc nẻ. Bởi vì nó cũng giống như khi nói rằng có lũ lụt càng nhiều thì sẽ tạo ra thêm những tòa nhà building cao chọc trời. Giống như vậy. Nhưng mà những người cảm thấy tức giận nhất là chính là những người dân sống quanh vùng vịnh đang cố gắng tìm cách thanh toán những hóa đơn bảo hiểm tăng vọt. Về mặt thực tế, mực nước biển nếu mà nó dâng cao rõ ràng là nó sẽ làm giảm lượng bất động sản ven biển, chẳng ai muốn sống ở những vùng đó nữa. Dọn đi chỗ khác, cao hơn, sâu trong đất liền hơn. Nhưng mà nhận định của Trump lại là ngược lại. Thế mới gọi là con người kỳ cục, với tư duy nhận thức cũng kỳ cục theo. Như để so sánh cao thấp với nhận thức kỳ cục của Trump, Elon Musk cũng không chịu thua. Hắn ta sổ ngay một tràng: quan điểm của tôi về biến đổi khí hậu có liên quan đến dầu khí. Đó là tôi không nghĩ chúng ta nên hạ thấp ngành dầu khí và những người đã làm việc rất chăm chỉ trong các ngành đó để cung cấp năng lượng cần thiết hỗ trợ nền kinh tế quốc gia. Và nếu chúng ta ngừng sử dụng dầu khí ngay bây giờ, tất cả chúng ta sẽ chết đói và nền kinh tế sẽ sụp đổ. Vì vậy bạn biết đấy, tôi không nghĩ rằng việc hạ thấp ngành dầu khí là đúng, vì biến đổi khí hậu không phải do con người tạo ra. Và bạn biết đấy, thế giới có nhu cầu nhất định về dầu khí, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu Hoa Kỳ cung cấp điều đó nhiều hơn một số quốc gia khác. Tức là cần phải cho phép khoan dầu nhiều hơn, và điều đó sẽ giúp ích cho sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, điều mà Elon Musk muốn giải thích ở đây là gã ngốc này không quan tâm đến tình trạng nóng lên toàn cầu chút nào, bởi vì hắn ta không nghĩ rằng nó có thật. Chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ nhiệt độ nóng nhất trong 125.000 năm qua. Nó gây ra mức độ lũ lụt và hạn hán, hỏa hoạn và bão tố đến liên tục. Các tảng băng trên vùng Bắc Cực đang tan chảy. Nghiên cứu mới nhất dự đoán rằng các dòng hải lưu lớn của Đại Tây Dương sẽ sụp đổ trong khoảng từ năm 2037 đến năm 2064, với dự đoán trung bình là vào năm 2030. Những nhà nghiên cứu về khí hậu trên thế giới,
những người làm việc một cách nghiêm túc trên thế giới này họ đang nỗ lực hết sức để kiểm soát sự gia tăng của CO2 và các loại khí tương đương như methane. Toàn bộ nỗ lực toàn cầu to lớn mà Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Đức Giáo Hoàng Francis, Tổng thống Joe Biden và thậm chí cả Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng đang thực hiện, đều dựa trên hy vọng rằng chúng ta có thể ngăn chặn sự gia tăng của CO2 trong khí quyển. Tình hình biến đổi khí hậu trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy. Ấy thế mà hai gã ngốc lại đang ngồi thảo luận về những cách nào hay nhất, tốt nhất để làm nóng thêm bầu khí quyển. Làm sao để có thêm bão tố, lụt lội, hỏa hoạn. Nó cũng đơn giản thôi quý vị, cũng không khó hiểu lắm đâu. Hai gã ngốc này, chúng chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào cả. Bởi vì chúng sống trong nhà cao cửa rộng. Từ nhà ra xe đều có máy lạnh liên tục. Có máy bay trực thăng để đi di chuyển nhanh hơn. Chỉ có những người nghèo mới bị ảnh hưởng trực tiếp từ bất cứ nơi nào xảy ra thảm họa trên trái đất này. Chỉ có những người nghèo thôi. Và đây là mục đích của cuộc trò chuyện vô bổ, ngu ngốc của hai kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Nhất là khi nói đến khí hậu, họ muốn nhấn mạnh rằng không cần phải làm gì ngay bây giờ cả, rằng chúng ta chỉ nên tiếp tục mở rộng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Donald Trump, ông ta đã dành phần lớn thời gian trò chuyện để đưa ra cho người nghe một danh sách dài, thật dài những lời phàn nàn và bất bình mà ông ta đã từng nói trong nhiều năm qua. Đúng là miếng dẻ rách này đã được Trump nhai đi nhai lại một cách tận tình không biết mỏi miệng. Trump gọi Tổng thống Joe Biden là ngu ngốc, mô tả Phó Tổng thống Kamala Harris là vô năng. Trong khi hắn ta lại ca ngợi nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un, nhà độc tài Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà độc tài Nga Vladimir Putin, nhà chuyên quyền cánh hữu phi dân chủ Viktor Orbán. Khen họ là những người cứng rắn, thông minh, là đỉnh cao của trí tuệ. Donald Trump chỉ trích tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tuyên bố các quốc gia khác đang dọn sạch nhà tù và bệnh viện tâm thần của họ và tống hết những người đó sang Hoa Kỳ. Và hắn ta còn hạ thấp Biden, gọi ông là Tổng thống Hoa Kỳ tệ nhất trong lịch sử. Nhưng mà trên thực tế thì chính Donald Trump đã được các nhà học giả và sử gia của đất nước xếp hạng ông ta là Tổng thống Hoa Kỳ tệ nhất lịch sử. Lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, tôi biết tại sao Donald Trump lại nghĩ như vậy. Như tờ Washington Post đưa tin sáng nay, nhà tài trợ lớn nhất của Trump sau Elon Musk có thể là Harold Hamm, là tỷ phú khai thác khí đá phiến. Ông ta đã chấp nhận lời đề nghị của Trump rằng với 1 tỷ đô la, ông ta sẽ trao cho ngành công nghiệp dầu mỏ bất cứ thứ gì họ muốn. Tỷ phú Harold Hamm đang làm việc vô cùng chăm chỉ để huy động càng nhiều tiền càng tốt từ ngành năng lượng cho yêu cầu 1 tỷ này từ Donald Trump. Nhưng thôi quý vị, chúng ta không cần phải mất thời gian để tìm hiểu tâm lý của những kẻ ngốc và kẻ lừa đảo để biết tại sao họ lại có những nhận thức điên rồ như vậy. Chẳng có ích lợi gì cả. Mà điều hữu ích hơn là chúng ta cần phải làm suy yếu chúng. Và điều đó có nghĩa là phải chúng ta phải giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Hãy kể cho nhiều người Mỹ nghe về cuộc thảo luận ngu ngốc của hai kẻ nguy hiểm nhất thế giới này, để mọi người có thêm hiểu biết về hai kẻ ngu ngốc muốn làm chuyện lấp biển vá trời nhưng mà lại không hiểu gì về khoa học, về khí hậu. Chúng chỉ biết có tiền và muốn kiếm tiền thật nhiều bất kể người khác ra sao mặc kệ. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Đó là câu nói chính xác dành cho những gã ngốc này. Elon Musk cảm thấy mình bất khả xâm phạm và đứng trên luật pháp. Kẻ nguy hiểm này có quá nhiều quyền lực
mà lại không có sự kiểm soát và cân bằng cần thiết cho một cơ quan truyền thông có trách nhiệm. Rất tiếc là tôi chưa nhìn thấy cơ quan thực thi pháp luật cao nhất là Bộ Tư pháp Mỹ có ý kiến gì hay là đưa ra lời cảnh báo nghiêm túc nào. Tôi nghĩ có lẽ ảnh hưởng của tu chính án thứ nhất tại Mỹ nó thật khủng khiếp. Ai cũng sợ nó cả. Trump sẽ trở thành một kẻ vô dụng trong vòng 5 năm nữa thôi. Vì rõ ràng là ông ta đang bị suy giảm nhận thức một cách nghiêm trọng và không có loại thuốc thần dược nào trên hành tinh này có thể ngăn chặn được điều đó. Chứng mất trí nhớ sẽ không thể chữa khỏi được bất kể Trump có giàu đến đâu. Mặt khác thì Elon Musk giờ đây là một người thực sự nguy hiểm. Hắn ta có sự ngang ngược lớn như vậy và lại được hậu thuẫn bởi mức độ giàu có khủng khiếp đó, thì cơ hội gây rắc rối của hắn ta là vô tận. Và hắn ta có vẻ khá vui vẻ theo đuổi chúng ở mọi cơ hội. Tuy nhiên, may mắn thay cho chúng ta, Elon Musk không được sinh ra ở Hoa Kỳ nên không đủ điều kiện để tranh cử tổng thống. Nếu không thì thưa quý vị, không ai dám tưởng tượng được Hoa Kỳ sẽ trở thành loại đất nước nào nếu mà họ có Elon Musk lãnh đạo. Đó là một cơn ác mộng thực sự khủng khiếp. Và chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn những tên nguy hiểm này có được cơ hội để làm những điều điên rồ nhất, để hủy hoại hành tinh tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Đó là phải trao chiến thắng áp đảo cho liên danh Kamala Harris, Tim Walz. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc tất cả quý vị thính giả được luôn an lành, nhiều sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.